Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Trong mục Nhắn tìm đồng đội hôm nay, chúng tôi xin nhắn tìm phần mộ các liệt sĩ sau đây. Liệt sĩ Lã Đình Báo, Nguyễn Công Cư, Hoàng Văn Lượng, Nguyễn Công Nhiếp, Quách Văn Dần, Trần Đoàn Bình. Nguyễn Trọng Khánh, Trần Văn Tân, Trần Đăng Cậy, Phạm Ngọc Sơn, Phạm Văn Đoài, Lê Minh Khiêm, Đào Phúc Tư, Lưu Đình Trụ, Nguyễn Văn Lộc. Sau đây, xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. Liệt sĩ Lã Đình Báu, sinh năm 1954. Quê quán, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Nhập ngũ tháng 11 năm 1974. Đơn vị C10, C3, E25. Hy sinh ngày 17 tháng 4 năm 1975 tại Ninh Thuận. Ai biết phần mộ lịch sĩ báo ở đâu? Xin báo cho ông Lã Đình Hùng, tổ 16, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại 0388 904 346 hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chí quân sự tỉnh Nam Định. Liệt sĩ Nguyễn Công Cư, sinh năm 1947, quê quán xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Nhập ngũ tháng 8 năm 1967, cấp bậc trung sĩ Chức vụ: Tiểu đội phó. Đơn vị: C4D1E320F308, quân khu 6. Hy sinh ngày 17 tháng 3 năm 1973 tại mặt trận phía Nam. Ai biết phần mộ Lê Sích Cư ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Công Thành, khu 6, xã Bảo Thanh, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0977 946012 hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ quân sự tỉnh Phú Thọ. Liệt sĩ Hoàng Văn Lượng, sinh năm 1942, quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nhập ngũ tháng 2 năm 1961, đơn vị C9 D966 E320 F1 B3 Hy sinh ngày 19 tháng 2 năm 1966 tại mặt trận phía Nam. Ai biết phần mộ liệt sĩ Lượng ở đâu, xin báo cho ông Hoàng Văn Hội, số 196 phố Minh Tân 2, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, số điện thoại 0948 035 114 hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ Quân sự tỉnh Thái Bình. liệt sĩ Nguyễn Công Nhiếp, sinh năm 1942. Quê quán, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nhập ngũ tháng 2 năm 1960. Cấp bậc, trung sĩ, chức vụ, tiểu đội phó, đơn vị c 4 c 1 thuộc cả hát. Hy sinh ngày 20 tháng 4 năm 1966 tại mặt trận phía Nam. Ai biết phần mộ liệt sĩ nhiếp ở đâu? Xin báo cho ông Nguyễn Công Chu, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại 0985 136 229 hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chí quân sự tỉnh Nghệ An. Liệt sĩ Quách Văn Dần, sinh năm 1950. Quê quán xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cấp bậc, trung sĩ, chức vụ, tiểu đội trưởng, đơn vị C25 thuộc KB. Hy sinh ngày 7 tháng 6 năm 1972 tại mặt trận phía Nam. Ai biết phần mộ liệt sĩ dân ở đâu? Xin báo cho ông Quách Thắng Cảnh, Tổ 8, Phường Tân Hòa, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Số điện thoại 0912 0937 805 hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chí quân sự tỉnh Hòa Bình. Liệt sĩ Trần Đoàn Bình, không rõ năm sinh. Quê quán xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nhập ngũ tháng 10 năm 1964, cấp bậc chuẩn úy, chức vụ trạm trưởng, hy sinh ngày 19 tháng 10 năm 1968 tại Quảng Bình. Ai biết phần mộ Lê sĩ Bình ở đâu, xin báo cho ông Trần Đình Phượng, khối 4, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 0976 538 549 hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ Quân sự, tỉnh Hà Tĩnh. <laughs> Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khánh, sinh năm 1949, quê quán Thị trấn Quất Lâm, huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định. Nhập ngũ tháng 8 năm 1967, cấp bậc, thượng sĩ, chức vụ, y tá, đơn vị, C23, thuộc KB. Hy sinh ngày 30 tháng 8 năm 1972 tại mặt trận phía Nam. Ai biết phần mộ liệt sĩ Khánh ở đâu? Xin báo cho ông. Nguyễn Văn Tung, phố Lâm Khang, thị trấn Quốc Lâm, huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định. Số điện thoại 0932 202 431 hoặc Sở Lao Động Thương Binh và Xã hội và Bộ Chí Quân sự tỉnh Nam Định. Liệt sĩ Trần Văn Tân, sinh năm 1952. Quê quán, xã Nhân Chính, Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Nhập ngũ tháng 7 năm 1968. Chức vụ: Tiểu đội phó. Đơn vị: C1 thuộc KN. Hy sinh ngày 21 tháng 3 năm 1971 tại mặt trận phía Nam. Ai biết phần mộ Lý Sĩ Tân ở đâu, xin báo cho ông Trần Văn Toàn, thôn Thượng Vĩ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam số điện thoại 0363 903 314 hoặc sở lao động thương binh và xã hội và bộ chỉ quân sự tỉnh Hà Nam liệt sĩ Trần Đăng Cậy sinh năm 1953 quê quán xã Trung Nghĩa thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên nhập ngũ tháng 4 năm 1970 đơn vị E2 F5 thuộc PG. Hy sinh ngày 28 tháng 3 năm 1971 tại mặt trận phía Nam. Ai biết phần mộ liệt sĩ cậy ở đâu? Xin báo cho ông Trần Đăng Khanh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại 0983 436 963 hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chí quân sự tỉnh Hưng Yên. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, sinh năm 1951, quê quán xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Nhập ngũ tháng 8 năm 1969, đơn vị C6, C10 thuộc KB. Hy sinh ngày 25 tháng 5 năm 1970 tại mặt trận phía Nam. Ai biết phần mộ liệt sĩ Sơn ở đâu? Xin báo cho ông. Đặng Văn Xuyên, đội 4, xã Trân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chí quân sự, tỉnh Hà Nam. Liệt sĩ Phạm Văn Đoài, sinh năm 1949. Quê quán, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nhập ngũ tháng 3 năm 1967 đơn vị C20 thuộc KN. Hy sinh ngày mùng 1 tháng 2 năm 1968 tại mặt trận phía Nam. Ai biết phần mộ liệt sĩ Đoài ở đâu, xin báo cho ông. Phạm Văn Nguyên, thôn Hưởng Trực 1, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Số điện thoại: 0358 661 394 hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ chỉ Quân Sự, tỉnh Thái Bình. Liệt sĩ Lê Minh Khiêm, không rõ năm sinh, quê quán, xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hy sinh ngày 29 tháng 7 năm 1974. Ai biết phần mộ liệt sĩ Khiêm ở đâu? Xin báo cho ông Lê Xuân Bảo, xã Minh Lập, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Số điện thoại 0329 351 682 hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ quân sự tỉnh Thanh Hóa. Liệt sĩ Đào Phúc Tư, sinh năm 1933. Quê quán xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nhập ngũ tháng 7 năm 1968. Chức vụ tiểu đội phó, đơn vị thuộc P2, hy sinh ngày 20 tháng 5 năm 1969. Ai biết phần mộ liệt sĩ Tư ở đâu? Xin báo cho ông. Đào Phúc Tuyến, đội 4, thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại 0388 823 516 hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chí quân sự tỉnh Hưng Yên. Liệt sĩ Lưu Đình Trụ, không rõ năm sinh. Quê quán, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nhập ngũ ngày 20 tháng 10 năm 1974. Đơn vị C1, C7, E66, F304A. Hy sinh ngày 27 tháng 4 năm 1975. Ai biết phần mộ liệt sĩ trụ ở đâu? Xin báo cho ông Lưu Đình Tín xã trạm lộ, huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh, số điện thoại: 0986 759 469 hoặc sở lao động thương binh và xã hội và bộ chí quân sự, tỉnh bắc ninh. liệt sĩ nguyễn văn lộc sinh năm 1950, quê quán xã xuân ngọc, huyện xuân thủy, tỉnh nam định. ngày là xã xuân ngọc, huyện xuân trường, tỉnh nam định nhập ngũ tháng 4 năm 1968. Đơn vị thuộc KN. Hy sinh ngày mùng 5 tháng 1 năm 1970 tại mặt trận phía Nam. Ai biết phần mộ liệt sĩ Lộc ở đâu? Xin báo cho ông Nguyễn Văn Cường, số 350 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại 0902 145 222 hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ Quân sự tỉnh Nam Định. Quý khán giả và các đồng chí vừa xem xong chuyên mục "Nhắn tìm đồng đội" của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại.